Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài cho năng lượng tuần mới từ ngày 19 đến ngày 25 ha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài. Một là các bạn có thể là chọn luôn bây giờ, được chưa? Hai là bây giờ mình sẽ cho bạn một cái lá bài và bắt đầu là bạn sẽ nhìn xem ba cái lá bài này ngay lập tức, và bạn có một cái trực giác nào về cái lá bài này thì bạn hãy chọn cho mình cái tụ bài đó ha. Ok, có một số bạn có thể là đã cố định theo theo cái con số rồi thì cái đó là tùy bạn nha. Đôi khi cái năng lượng bạn thay đổi thì bạn cũng nên thử lại trực giác của mình. Số 1 đó là hình này nhé. Rồi mình để đây nha. Số 2 là hình này. Mình nghĩ là các bạn nên chọn cái hình thôi nha, các bạn đừng đọc cái chữ. Hình số 3 là hình này. Rồi. Rồi bây giờ bạn chọn đi và bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 1, được chưa các bạn? Bạn nhớ ha. Rồi, mình đến nha. Với cái tụ bài số 1 của chúng ta ngày hôm nay. Ok, năng lượng trong cái tuần mới của bạn là năng lượng của tình yêu, của sự chia sẻ, của sự bao dung, của cái việc là giống như là bạn yêu thương giúp đỡ người khác cho cái điều gì đó từ thiện, hoặc là một cái sự kết nối rất là vui vẻ. Và mình cảm thấy là cái năng lượng nó khá là cao, giống như là bạn không có bợp chợp, bạn không phải là một người thiển cận nông cạn mà không biết suy nghĩ. Cái tâm linh của bạn, cái sự giàu dạt bên trong của bạn, cái sự từ bi của bạn, cái điều gì đó ở bên trong của bạn nó rất là nở hoa, giống như là kiểu là bạn là một người là có cội, có nguồn, có trước, có sau, có tình, có nghĩa. Đó, thì có thể rằng là cái tuần sau nó sẽ là một cái tuần tốt cho bạn, để mà bạn bạn muốn triển khai bất cứ một cái điều gì thì hãy tự tin, tại vì mình thấy cái năng lượng tự tin của bạn nha. Đó là cái năng lượng chung nha, mình chưa có nói về cái năng lượng tình cảm. Rồi và bây giờ mình sẽ đi tiếp đến cái tình cảm á, thì thật sự mình thấy là đối với cái câu chuyện tình cảm mà bạn đang có ai đó đó, thì là trong cái câu chuyện tình cảm của bạn là có thể là bạn đang rời khỏi một mối quan hệ và bạn đang cần cái thời gian cho chính bản thân mình, bạn đang cố gắng để mà hạnh phúc với bản thân của mình, bạn đang cố gắng để mà lấy lại niềm tin vui vẻ ha, cái niềm vui trong cuộc sống của bạn, hoặc là bạn gọi như là bạn cũng gọi là mình tạm im lặng, mình không chấp nhất, hay là bạn tạm im lặng, bạn vui vẻ sống cuộc sống của bạn đó. Nhưng mà năng lượng tuần sau là có vẻ như rất là bình yên đối với bạn. Còn bạn kết nối với ai đó thì cái việc là bạn với cái người này là có cái sự có thể hai người sẽ cần phải có cái việc nói chuyện với nhau, hoặc là có một cái lời xin lỗi sau cái khoảng thời gian mà hai người im lặng. Nhưng mà cái tuần sau nếu mà bạn muốn giải quyết những cái vấn đề rõ ràng của cái người này với bạn thì mình thấy chưa được. Ví dụ như là giả sử như bạn muốn hỏi người này về một vấn đề khác của người khác, giống như là anh có quen ai khác, hoặc là em có quen ai khác, hoặc là chúng ta sẽ giải quyết như thế nào về mối quan hệ này, thì mình thấy là có hơi một chút mập mờ, giống như kiểu là cái việc mà bạn muốn trong cái tuần sau liên quan về tình cảm với cái người bạn đang quen hoặc là cái người mà bạn đang mặn mà, thì nó hơi khó nha. Nhưng mà nó khó thôi chứ nó không có đau khổ, nó không có mệt mỏi, nó không có gì hết. Cái năng lượng nó vẫn tốt, năng lượng nó vẫn là cái sự vui vẻ, năng lượng nó vẫn là sự đoàn tụ. Ví dụ như là mình nói chuyện mà mình nói chung là thật ra thì mình thấy là không phải là cãi nhau, không phải là cãi nhau nha bạn, nhưng mà nó sẽ là coi như là cho dù bạn muốn quyết định thì cái giai đoạn này cái tuần sau nó vẫn không phải là một cái thời điểm nó chín mùi, là vậy thôi đó. Cho nên là thí dụ như là câu chuyện tình cảm của bạn nó sẽ bị hơi chông chênh một chút xíu, là bạn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến việc là có quá nhiều thứ phải lo trong mối quan hệ này, có quá nhiều thứ phải giống như là kiểu là bị xô đẩy bởi những cái không gian bên ngoài, những cái điều bên ngoài, những cái coi như là đừng có để tâm đến thì nó sẽ không có khởi bất cứ cảm xúc nào, là mọi thứ sẽ tốt, là như vậy. Cho nên là cái tuần sau nếu mà cái người bạn đang quen á là bạn cảm thấy là thôi không có nên, coi như là hãy luôn luôn giữ một cái năng lượng tích cực vui vẻ nha bạn nha, chứ đừng có nghĩ theo một cái hướng để mà nó bày vẽ ra nhiều thứ, thì mình nghĩ là không nên. Bởi vì cái năng lượng nó đang tốt thì hãy giữ cho nó tốt. Ở đây mình thấy không, bạn thấy không, có một cái great, đúng không? Great passion nè, một cái niềm đam mê tốt đẹp. Và có một cái lời khuyên từ trong cái trải bài này, nó cũng là bạn đừng, giống như là bạn đừng lùi bước, bạn hãy cứ đi tiếp đi, hãy cho thấy một cái sức mạnh của bạn, sự tự tin của bạn ha, trong cái câu chuyện của bạn vào cái tuần sau nhé. Còn nếu như mà bạn có một cái, thực sự thì mình thấy là
Trong cái năng lượng tình cảm của bạn nó có một cái điều gì đó nó vui. Bạn có thể là khởi đầu mới, bạn có thể là giải phóng bản thân mình được. Cho dù yêu nhưng mà bạn cũng phải là mắc kẹt, cũng phải là đau khổ, mà có cái gì đó tự tin hơn, hoặc là chinh phục được cái đối phương của mình hơn. Và thậm chí là mình không biết được là cái đối phương của bạn á, là người mới hay người cũ. Có khi là bạn bắt đầu một hành trình mới nữa rồi, bạn bắt đầu có một cái cơ hội, một cái cơ hội để xây dựng nền tảng mới trong tình yêu. Nghĩa là bạn có cơ hội gặp người khác. Mình không nói là gặp ngay, gặp liền, nhưng mà mình thấy là có cơ hội nha bạn nha. Trong cái câu chuyện mà nhìn chung trong cái cuộc sống của bạn á, mình không có nói về cái công việc, mình không có nói về cái tình cảm, mà mình nói sơ chung về cái năng lượng tuần sau á, là cho dù là kiểu là bạn không có được, giống như là có nhiều thứ bạn sẽ chưa có giải quyết được hiện tại, bạn còn hơi mang nặng này, nói chung về trong cái nói chung tinh thần của bạn thì mình nói rồi ha, bạn rất là tích cực, bạn rất là hạnh phúc, bạn rất là vui vẻ. Nhưng mà những cái công việc mà bạn muốn giải quyết, hoặc là những một số cái vấn đề nào bạn muốn giải quyết trong cuộc sống của bạn á, là bạn tuần sau á, là bạn vẫn chưa có giải quyết được. Nhưng mà thời gian trong tương lai thì nó rất là tích cực, bạn sẽ giải quyết được. Đó, có thể là một cái câu chuyện với một người nam. Người này có thể là rất nhiều cung trong trải bài này ha. Người nam cung nước nè, xong rồi cửu dạ bọ cạp là rất là mạnh mẽ ở đây ha. Và có thể là sư tử nè ha bạn ha. Đó, có thể là bảo bình nè bạn ha. Có thể là có nữ cung bạch dương như mã sư tử, hoặc là nữ cung kim cung ma kết sử nữ ha bạn ha. Đó. Ở đây thì mình cảm giác là có thể là bạn sẽ có một cái thông điệp vũ trụ gửi cho bạn vào cái tuần sau. Mình sẽ cố gắng xem coi là cái thông điệp này là thông điệp gì. Ok, bây giờ bạn hãy cầu nguyện ha. Thì chúng ta sẽ có cái thông điệp vũ trụ liền ngay bây giờ cho bạn, cho cái sự cầu nguyện của bạn ha. Mình nghĩ ở đây á, nếu như mà bạn có một cái cầu nguyện nào đó đó, thì cái câu trả lời cho bạn đó là những cái việc mà bạn đang suy nghĩ đến, hoặc là những cái việc mà bạn đang gọi là mập mờ, bạn đang cần á, thì mình thấy là bạn nên thêm những cái thông tin nha. Với cái vũ trụ đang kêu bạn là hãy tìm thêm thông tin và hãy thỏa hiệp trong cái trường hợp đó, trong cái trường hợp mà bạn đang gặp á, về công việc hoặc bất cứ cái gì mà bạn đang cầu nguyện á, thì bạn phải đừng có dừng lại, hãy tiếp tục cái điều đó. Có thể là bạn sẽ mình ở đây thì mình không biết là bạn rẽ hướng, hay là bạn cãi nhau, hay là bạn bất cứ điều gì. Nhưng mà ở đây á, là khuyên là bạn hãy thỏa hiệp cho cái câu chuyện của bạn ở trong cái hiện tại đó, thì đó, điều đó nó sẽ tốt với bạn hơn. Đó có thể là sẽ là một cái sự mách bảo cho bạn nha. Và ở trong đây á, thì á, là tuần sau mình nghĩ là cái mà bạn, giống như thông điệp mà nãy mình nói là vũ trụ muốn gửi cho bạn á, nó còn có một cái nữa là một cái cuộc trò chuyện, hoặc là một cái thư tự, hoặc là một cái message, một cái sự thể hiện cái cảm xúc của bạn. Có thể đó là sự bộc bạch vân vân. Nhưng mà mình thấy một cái năng lượng đó ở trong cái trải bài số 1 của bạn ở đây nha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 ở 9 phút 30 đi ha bạn ha. Rồi. Ok, ở trong này á, đầu tiên á, là mình cảm thấy là đó là một cái sự giải phóng, đó là một cái sự dứt bỏ những cái điều tiêu cực. Có thể năng lượng tuần sau của bạn sẽ là: ôi tôi vui quá, tôi sướng quá, tôi không có cần phải ôm đờm, hoặc là tôi không, giống như là tôi được sống cho bản thân của tôi đó, và tôi có một cái
một cái việc là tôi phớt lờ những cái chuyện đó đi, hoặc là tôi sẽ tập trung vào trong bản thân của mình, hoặc là tôi nuôi nấng những cái niềm vui, hạnh phúc, những cái điều sắp tới tôi sẽ làm, hoặc là những cái dự định, những cái điều gì đó nhưng mà bạn cảm thấy rất là hài lòng, rất là vui vẻ và bạn cảm thấy rất là an tâm, an toàn. Đó, nếu như bạn được bảo vệ, bạn được vũ trụ bảo vệ, bạn an tâm, an toàn. Và ở đây nếu như mà bạn có kết nối với lại một cái người nào á mà giống kiểu như vậy á, thì là mình á, thì mình sẽ nói đây là cái bài chung mà, thì mình sẽ nói rằng là cái năng lượng của bạn á, sẽ là năng lượng của sự giải phóng, năng lượng của bạn sẽ là năng lượng của cái việc là mình rạch ròi, mình rõ ràng, mình biết yêu thương bản thân của mình vượt qua cái giai đoạn khó khăn này, mình sống cho lẽ phải, là mình không phải là một người mà kiểu giống như là không rõ ràng ha. Bạn sẽ rất là rõ ràng và bạn sẽ có một cái sự quyết định cho mình, sự công khai hoặc là một cái điều gì đó cho bản thân của bạn để bạn thoải mái, bạn rời khỏi được cái năng lượng tiêu cực ha. Và ở đây thì vũ trụ nói là bạn đang đi đúng đường nha, bạn đang đi đúng đường, bạn đang đi đúng đường cho một số cái khía cạnh trong cuộc sống của bạn, giống như bây giờ bạn đang nghĩ điều gì, bạn hãy cầu nguyện ha. Thì có thể là cái mà điều bạn đang nơm nớp suy nghĩ hoặc mong muốn vũ trụ trả lời cho mình, thì có là vũ trụ đang trả lời cho bạn là có thể là bạn đang đi đúng hướng, bạn đang đi đúng đường rồi là bạn ha. Đó. Nhưng mà cái tuần này á thì là bạn cứ giữ vững cái lý lẽ lẽ phải của mình, cho dù là cái người đó, cái người mà bạn gặp phải vào tuần sau mang đến cho bạn một cái sự không tin cậy hoặc là một cái sự không có tốt, nếu mà không có lịch sự, không tôn trọng thì kệ nó ha bạn ha, không có cái điều gì phải đáng lo ngại hết. Đó là nói chung nha, chứ mình chưa có nói về tình cảm ha. Có thể là tùy theo mỗi bạn đi, trả bài chung mà. Đối với bạn thì có thể là bạn đang lăn tăn về một cái người nào đó trong cái tình cảm, nhưng mà ở đây thì mình lại cảm thấy là cái năng lượng của bạn là nó có cái sự thay đổi một cách tốt và ngoạn mục. Cái mây mù che lối của bạn á, nó đang qua và bắt đầu nó có một cái ánh sáng, một cái sự khởi động, một cái niềm vui, một cái sự tích cực nào đó đến trong cái câu chuyện của bạn. Thậm chí á, trong cái việc mà chia tay hoặc là tình yêu bây giờ mình mới nói tới á, là với một ai đó là bạn đau lòng, bạn tan vỡ, bạn chữa lành bản thân mình, bạn có nhiều cái khía cạnh, bạn nhìn nhận mối quan hệ, bạn có thể là bạn chấp nhận những cái sự khác biệt của cái người đó nhưng mà bạn không có mắc kẹt nữa. Đó thì cái mối quan hệ với cái người mà bạn đang đang tương tác á, một là nó đang ở trong một cái mây mù, bạn với họ thì có thể là sẽ có một cái khởi đầu mới nữa nha. Ví dụ như bạn đang quen ai và đau lòng mệt mỏi thì tuần sau có thể là sẽ có, tuần sau có thể là sẽ có mây mù che lối trong cái mối quan hệ của bạn, nhưng mà nó sẽ có một cái cơ hội cánh cửa mới cho cái mối quan hệ của bạn luôn nha. Đó, cái cơ hội cánh cửa mới này là bạn được quyền chọn. Ví dụ tôi chọn là tôi không có tương tác nữa thì thôi nha. Nhưng mà nếu mà bạn bạn chọn, bạn muốn tương tác với cái người đó, thì ở đây thì mình chưa có thấy được cái kết quả là như thế nào, nhưng mà chắc chắn là hai người có nhiều sự khác biệt là phải buộc lòng, phải chấp nhận à, phải chấp nhận nhau thì vượt qua cái khó khăn. Hoặc là nếu như mà bạn không thích người này nữa thì có thể bạn sẽ gặp được một số người, bạn sẽ có cơ hội với một số người. Tại vì mình thấy là cái tình cảm á, ở đây thì mình không có thấy cái tình cảm. Nói chung tuần sau thì bạn sẽ vui vẻ bản thân mình, bạn sẽ rất là hạnh phúc, bạn sẽ đầy sức sống, bạn sẽ thoải mái đó. Nhưng mà về cái tình cảm của bạn á, thì mình thấy là nó chưa tốt. Ví dụ như là bạn muốn một cái sự tiến bộ, một cái gì đó là thành công, thì là tuần sau là trong tình cảm bạn là nó chưa thành công. Nhưng mà bạn vừa trải qua một cái sự bế tắc tạm thời thì nó bắt đầu, nó có khởi đầu mới nha. Mình mới nói khởi đầu mới thôi chứ mình không có nói diễn biến, tại vì tuần sau nó chưa có diễn biến thì lấy gì mà nói. Nhưng mà mình chỉ biết là bạn đã kết thúc một cái giai đoạn nó không vui, giống như một cái chặng đường nhỏ thôi chứ không phải giai đoạn gì lớn hết á. Đó, thì bạn bắt đầu lấy lại cái năng lượng của từ bi, của việc là nói chung là lấy lại phong độ của bản thân mình, một cái người phụ nữ mà kiêu sa, một cái người phụ nữ mà cảm thấy tự tin về bản thân của mình, chứ không phải là đặt cái tự tin mình xuống để chạy theo tình cảm. Đó, thì cho dù là tuần sau bạn có quen ai hoặc tương tác với ai thì vẫn chưa có được ổn, giống kiểu chưa, bạn cũng chưa có tin tưởng, cho nên là tuần sau được thì sống cho bản thân của mình thôi, không có cần phải nghĩ ngợi nhiều. Bạn đang đi đúng đường, bạn đang đi đúng hướng, bạn đang làm đúng đó. Tại vì á, mối quan hệ giữa bạn với cái đối phương của bạn á, nó vẫn còn đang ở trong một cái vùng mà nó vừa thoát khỏi cái tối thôi, chỉ bây giờ bắt đầu đi ra ánh sáng đó.
Thì nói chung thí dụ như những cái nỗi sợ của bạn nó cũng có thể khởi lên vào tuần sau liên quan đến mối quan hệ này, những cái sự đau lòng bạn tự khởi trong cái mối quan hệ này đó. Cho nên là mình thấy là nếu được bạn hãy tự tin tưởng bản thân của mình, tự hãy tin tưởng bản thân của mình, hãy yêu thương bản thân của mình. Thí dụ như cảm thấy là mối quan hệ này nó làm cho mình khó chịu, mình không tin tưởng, mình hơi sợ, giống như mình hơi sợ mình không tin tưởng, thì mình tách người này ra để mình bắt đầu mình giải phóng bản thân mình trước khi mình kết nối lại, đó là như vậy ha. Rồi bây giờ bạn có cái sự cầu nguyện thì bạn hãy cầu nguyện giùm cho mình để mà mình sẽ có cái thông điệp vũ trụ ngay cho bạn, và cho bạn ngay lúc này ha. Ok, thông điệp vũ trụ dành cho bạn đó là say yes cho bạn ha. Bạn muốn cái điều gì, bạn muốn thoát khỏi cái nỗi lo lắng này, bạn muốn tập trung cho bản thân mình, vũ trụ say yes với bạn. Bạn muốn một khởi đầu mới, một cánh cửa mới, hãy mở cánh cửa đó ra. You are ready, bạn đã sẵn sàng cho cái hành trình đó ha. Rồi bạn muốn một cái người nào đó để mà chia sẻ với bạn, hoặc là bạn muốn một cái sự dìu dắt để vượt qua những cái điều này, hoặc là bạn muốn một sự rõ ràng. Ok, sẽ có người giúp đỡ bạn làm được điều đó, hoặc là vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn làm cái điều đó. Cho nên là với cái năng lượng này thì mình nghĩ rằng là vượt qua bóng tối để đến với sự khởi đầu mới và ánh sáng, cái điều đó mình cảm thấy nó rất là tốt ha. Ví dụ như những hiểu lầm, những cái điều mà nó sự hoang mang, sự lo lắng, không cảm thấy an toàn, cảm thấy nghi ngờ, thì đã đến lúc những cái điều đó là nó nên được đặt xuống. Cái tuần này là cái tuần mà những cái nhầm lẫn đó bạn sẽ phải buộc lòng sẽ phải mở ra, phải nhìn nhận nó, phải thấy nó ha, và bắt đầu giải phóng nó để mà tiến đến cái sự bình yên trong cuộc sống. Như là tuần sau là nó nhập nhằng hai cái năng lượng, có nghĩa là năng lượng mà tiêu cực á, năng lượng mà không tốt á, là nó gọi là nó chiếm khoảng 60%. Giống như là cái đoạn đường bạn đi là 60% là cái sự tiêu cực, nhưng mà nếu bạn tập trung vào bản thân mình và tập trung vào giải phóng của mình thì 40% ở phía sau á nó sẽ mang lại cho bạn một cái điều là nó tích cực hơn. Còn dụ mà bạn u mê quá, bạn cứ tiêu cực hoài á, thì 80% bạn đi chặng đường 80% luôn, gần hết tuần rồi chưa có thấy hạnh phúc, chưa có thấy mở mang, chưa có thấy tự do gì hết, bạn hiểu không? Cho nên bạn càng chuẩn bị sớm, bạn càng tập trung vào bản thân của mình, bạn càng nhìn nhận ra được là ô khởi đầu mới đến với mình, hoặc là ô cái mối quan hệ đó cho dù như thế nào đi chăng nữa bạn cũng thấy được là nó còn chưa rõ ràng, thì bạn nên chỉ kỳ vọng vào bản thân của mình và chấp nhận những sự khác biệt của cả hai người, mà cũng không cần phải cãi nhau hoặc là giải thích gì để cho nó bất đồng quan điểm, nó là như vậy đó. Cho bạn tuần sau mà nếu mà bạn phân vân là bạn chưa quyết định được trong cái tình cảm ha, là thì cũng không có chia tay, cũng không có cái gì lớn lao xảy ra trong cái tuần sau được hết á nha. Tại vì mình nói rồi, nó còn là mây mù che lối, nó chưa có được, bắt đầu nó mới có sự tích cực lên. Thì muốn quyết định điều gì đợi tích cực rồi quyết định thì nó sẽ tốt cho bạn, bạn lúc đó bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn, thấu đáo hơn, bạn chữa lành được bản thân của mình, bạn không có dính mắc điều gì hết nha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài của tụi hai ở đây nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình ha. Nếu có trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình. Bây giờ mình sẽ đến với tụi bài số 3, 18 phút 18. Tụi bài này rất là đẹp. Thinking of you, ai đó nghĩ về bạn ha, ai đó nghĩ về bạn. A message of love, cái tình yêu đến với bạn. Nhưng mà hãy xem đây, năng lượng tuần sau của bạn, mình cảm thấy là bạn nhanh chóng gọi là nhanh chóng đi về phía trước, nhanh chóng lặp lại cái niềm tin tưởng của mình. Có một cái năng lượng mà là cố gắng vì tình yêu, chăm chỉ vì công việc, cố gắng mọi thứ, có sự tiến bộ, sự thành công, sự lớn lớn mạnh, sự cái điều gì đó mà bạn quyết tâm lắm, tôi quyết tâm nha. Đó, nhưng mà có thể rằng là bạn, vì sao bạn tập trung vào trong cái công việc, có thể là cũng vì bạn đang gặp một số cái vấn đề tài chính, hoặc là tuần sau bạn sẽ gặp vấn đề tài chính và bạn buộc phải tập trung cho tài chính, ví dụ mình nói như vậy ha. Thì đó là cái câu chuyện đó, và mình cảm thấy là bạn bắt đầu có một số cái khó khăn về có thể là tuần sau bạn không giải quyết được, nhưng mà nó vẫn ở trong cái vùng an toàn, chứ nó không phải là đổ bể hoặc là phải là cái điều gì mà để mà bạn phải cực kỳ lo lắng ha. Đó, rồi ở trong đây thì là cái khó khăn mà hồi nãy mình nói
có thể bạn sẽ thành công vì sẽ tìm được giải pháp nha. Giống như là nó đã nằm vẫn nằm trong cái vùng an toàn cho phép bạn giải quyết được cái vấn đề đó. Đó, về cái công việc, câu chuyện cuộc sống của bạn đó. Đó thì có thể là nếu mà tuần sau bạn cứ tập trung vào trong cái tình cảm thôi á, thì có vẻ như là cái tình cảm của bạn rồi nó cũng sẽ có cái giải pháp ở đây ha. Còn nếu cái công việc thì ở đây mình cảm thấy là cái công việc á, bạn gặp vấn đề tài chính á nha. Ok, ở trong đây mình thấy có một cái năng lượng của việc kết thúc một cái mối quan hệ, hoặc là kiểu là mình không còn có thể cùng với người đó, hoặc là có nghĩa là có một cái sự kết thúc nào đó, kết thúc ở đây không phải là chia tay mà kết thúc về năng lượng. Mình với họ đã cùng nhau chịu những cái nghiệp, hoặc là cùng nhau đi qua một khoảng thời gian đó, và đã đến lúc mà mình cảm thấy rằng là nó phù hợp để cho mình tiến thêm một bước nữa hay không, hoặc là như thế nào nha. Thì cái thật ra thì có nghĩa là sao, nó đến một cái giai đoạn á, gọi là cần phải suy nghĩ lại thôi đó. Đây, Happy Tuesday, thì mình không biết thứ ba trong tuần này có thể có cái điều gì đó. Người này thì rất là thích mái tóc của bạn, hoặc là thứ ba tuần này hai người hẹn hò với nhau, trong mối quan hệ này có người thứ ba nữa nha bạn nha. Ở đây mình cảm nhận được trong cái mối quan hệ này có người thứ ba. Có thể tuần này bạn có thể được một là bạn được tặng quà một chút nhỏ, hai là bạn được người này giúp đỡ về trong công việc hoặc là tài chính một chút nhỏ. Nhưng mà mình cảm thấy là cái tuần này á, về trong cái vấn đề tình cảm của bạn á, thì á là mình ở đây mình nói là một cái người nào đó bạn không có còn tương tác nữa hay gì đó, không phải là tình yêu không, có thể là chia tay một người bạn, có thể là gặp vấn đề với một người bạn hoặc là một ai đó nha, mà nó sẽ diễn ra vào tuần sau. Đó là cái năng lượng chung ha. Ví dụ như năng lượng của sự mất mát, năng lượng của sự không vui vì mình không còn gặp người đó được nữa, mình tiếc người đó, chứ không phải là năng lượng tiêu cực nha. Đó, mà đây là chung, tức nghĩa là cuộc sống bạn nói chung, tại vì đây là trải bài chung đó, nên là bạn gặp một cái điều như vậy. Đối với mình thì có thể là gặp tình yêu, đối với người khác có thể gặp người bạn, có thể người khác người thân nha. Rất là nhiều cái trường hợp ở đây, nhưng mà mình nói là bạn có một cái thử thách vào cái tuần sau, nhưng mà nó vẫn nằm trong vùng an toàn và vẫn giải quyết được. Đó là mình đang cũng nói chung luôn nha. Còn cái tình yêu của bạn á, đối với cái người mà bạn đang tương tác á, có thể là người yêu cũ, có thể là cái người mà bạn gọi là đang mặn mà hoặc đang suy nghĩ trong đầu á, thì cái người này là mình cảm thấy là tuần sau có thể bạn có cái gặp gỡ với cái người này, có một cái share cái cảm xúc với cái người này. Thì cái tình cảm của bạn á, là mình không biết cái người này á, chắc là người cũ, mình cảm giác là cái người này quay lại, cảm giác là bạn với cái người này có một cái kết nối rất là hạnh phúc ở đây ha. Bạn với cái người này có một cái sự rất là hạnh phúc ở đây, rất là dễ thương ở đây, rất là tuyệt vời ở đây. Và đặc biệt là cái tình cảm của bạn nó tốt, ngộ ghê, giống như có ai đó theo đuổi bạn, hoặc là có ai đó người mới nữa nha, một trong hai. Nhưng mà mình thấy là có năng lượng tình yêu mới, yêu nha, chứ không phải là ve vãn không. Giống như là thấy là rõ ràng luôn á, là kiểu là người đó một là quay lại, hai là hai người tí ta tí tẩn với nhau hoặc như thế nào đó, sau một khoảng thời gian im lặng hoặc như thế nào á. Nhưng mà ở đây là mình nói là bạn phải xem cái đối tượng, có nghĩa là cái đối tượng mà bạn sẽ họ nghĩ về bạn, một cái tình yêu với bạn là trải bài chung mà. Đối với một số bạn đó là người cũ, nhưng mà đối với một số bạn đó, đó là một cái người có thể họ là bạn cũ thôi, bạn cũ chứ không phải là người yêu cũ, nhưng mà tự nhiên họ quay lại với một cái tình yêu mới chẳng hạn như vậy. Đó thì cái câu chuyện của bạn là mình thấy là đây đúng không, đây time together, a romantic chance, những cái cơ hội lãng mạn với nhau, những cái thời gian ngồi chia sẻ nói chuyện với nhau ở thế này thế nọ thế kia đó. Thì thí dụ như là mối quan hệ gia đình của bạn đã tan vỡ thì bạn đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, có thể bạn sẽ gặp người khác đó, là vậy. Vì đây là trải bài chung mà bạn, nhưng mà mình thấy bạn tới có tình yêu, tới với bạn có tình yêu mà cái gì đó mà lãng mạn lắm, mà rất là dễ thương luôn. Thì mình nghĩ là bạn hãy đón nhận. Còn cái điều chung mà mình nghĩ là bạn có một cái cơ hội nào đó nữa trong cái câu chuyện công việc cuộc sống của bạn ha, nói chung về cuộc sống. Rồi bây giờ bạn hãy cầu nguyện ha, hãy cầu nguyện cho mình xem để coi là thông điệp vũ trụ trả lời cho bạn ngay cái câu cầu nguyện của bạn là gì. Ồ,
Ok, ở đây á, nếu mà bạn cầu nguyện á, nếu mà bạn cầu nguyện về cái sự những cái điều trong cuộc sống á, thì mình nghĩ là thứ nhất à, vũ trụ sẽ cho bạn thấy được là sẽ có một cái sự thay đổi lớn trong cái cuộc sống của bạn, nhưng không phải ngay bây giờ. Và cái điều mà bạn mong muốn á, vũ trụ không chắc về cái điều mà bạn mong muốn sẽ được thành hiện thực. Nhưng mà ở cái thời gian này á, là cái thời gian mà bạn nên tập trung cho bản thân mình để bình phục nha. Giống như thí dụ như bạn mong muốn là một cái điều gì mà bạn đang mong muốn á, thí dụ như tôi mong muốn là tôi với người yêu cũ sẽ hòa lại, thì vũ trụ trả lời cho bạn là không chắc. Tôi mong muốn là cái công việc này tôi sẽ giải quyết được một cách trọn vẹn, thì vũ trụ trả lời cho bạn là không chắc, tức nghĩa là bạn phải cố gắng rất là nhiều đó. Thì sự khó khăn của bạn nó nhiều hơn là cái được ban phước lành bạn phải vượt qua thôi đó, nhưng mà nó vẫn trong cái khả năng control được của bạn đó. Nhưng mà cái thời gian này, ví dụ như bạn bạn muốn tập trung vào cái gì đó mà nó đang xáo trộn thì không được, bạn chỉ được tập trung cho cái sự bình phục của bản thân mình. Giống như là cái thời gian trôi qua, thời gian cũ, những cái thời gian mà bạn đang áp lực á, cái thời gian đó đó là bạn buộc lòng bạn phải chữa lành những cái điều trong bên trong của bạn, cái sự tổn thương đang còn, cái điều gì đó bên trong, là cái điều gì đó bạn phải thông thoáng trong bản thân của mình trước, trước khi bạn muốn cái điều gì bên ngoài. Nó là vậy, và mọi thứ nó đang thay đổi nhưng mà nó không nhanh được, đó là cái điều mà vũ trụ đang muốn nói với bạn nha. Đó đó, còn cái việc mà năng lượng của bạn là đầy sức sống, hoặc là kiểu là giống như là cố gắng trong công việc, hoặc là có cái niềm tin trở lại, hoặc là coi như có cái con đường tâm linh mà nó không có mắc kẹt, mà giống như là năng lượng của mình là hoạt động, năng lượng của mình là không có ì ạch, năng lượng của mình là muốn hoạt động, muốn tiến về phía trước, là cái năng lượng của bạn vào cái tuần sau nha. Đó, giống như là tự nhiên á, là lôi đồ đạc ra làm, hoặc là lôi nhà ra dọn, hoặc là cái năng lượng của việc hoạt động ha, chứ không phải là năng lượng của cái việc mắc kẹt hoặc là đứng ở đó nhìn chờ đợi vân vân đó. Nhưng mà tất cả những cái điều đó hãy hướng về bản thân của mình. Ok, mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây ha, các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những giải bài sau nha.